Cô chào các em học sinh lớp 4. Chúng ta giải tiếp đề thi giữa học kỳ 1 lớp 4. Đề số 7 các em nhé. Một La Mã, chọn từ khác loại. Câu số 1. Từ A, Science có nghĩa là môn khoa học. Việt Nam là tên của đất nước Việt Nam. English, môn tiếng Anh. Vietnamese là môn tiếng Việt. Môn khoa học, môn tiếng Anh, môn tiếng Việt là tên của các môn học và Việt Nam không phải là tên môn học, đây là tên của đất nước. Vì vậy, chúng ta chọn đáp án B nhé. Câu 2, well có nghĩa là tốt, khỏe. What là cái gì? Who là ai? Và why là vì sao? Từ what, từ who và từ why là các từ được đặt ở đầu câu hỏi để tạo ra câu hỏi. Còn từ well không phải là từ đặt ở đầu câu hỏi để tạo ra câu hỏi. Và từ này có nghĩa là tốt, khỏe. Vì vậy chúng ta chọn đáp án A nhé. Câu 3. A, map là bản đồ. Photo là tấm ảnh, bức ảnh. Poster là tấm poster, tấm office. Và Australia là nước Úc. Ở đây chúng ta thấy các vật dụng bản đồ, tấm ảnh, tấm poster. Còn D là Australia, nước Úc, không phải là các vật dụng mà đây là tên của một đất nước. Vì vậy chúng ta chọn đáp án D nhé. Câu 4. A, cook là nấu nướng. Walk, đi bộ. Go là đi. Và does. Từ nấu nướng, từ đi bộ và từ đi là các động từ. Và does ở đây là trợ động từ. Hoặc chúng ta có thể giải thích theo cách khác, đó là từ cook, walk và go là các động từ nguyên mẫu, còn does là động từ đã được chia động từ, đã được thêm es. Vì vậy chúng ta chọn đáp án D nhé. Câu 5. Today là hôm nay. Monday là thứ hai. Friday, thứ sáu. Và Thursday là thứ năm. Thứ hai, thứ sáu và thứ năm là các thứ trong tuần. Còn today không phải là thứ trong tuần. Today chỉ đơn giản là ngày hôm nay thôi. Vì vậy chúng ta chọn đáp án A cho câu số 5 nhé. Phần 2 La Mã. Chia dạng đúng của các động từ sau. Câu 1. She cannot climb the wall. Climb, các em phát âm climb, climb và bỏ âm p khi phát âm nhé. Cô ấy không thể leo lên bức tường. She cannot climb. Sao can hoặc là cannot thì động từ giữ nguyên mẫu. Vì vậy mà climb chúng ta chỉ cần chép lại thôi. Câu 2. When be her birthday? Khi nào là sinh nhật của cô ấy? Her birthday này là danh từ số ít và be tương ứng của nó phải là động từ to be is. When is her birthday? Câu 3. I visit my grandparents yesterday. Mình đã đi thăm ông bà của mình ngày hôm qua. Ngày hôm qua là sự kiện đã xảy ra rồi. Vì vậy, động từ visit cần phải viết ở dạng V2 của nó. V2 của visit là visited. Đây là động từ có quy tắc. I visited. Câu 4. What he do now? Bây giờ cậu ấy đang làm gì? Trong câu có chữ nào? Ngay bây giờ là câu được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn, diễn tả sự việc đang xảy ra. Và cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn là chủ ngữ cộng am hoặc là cộng với am hoặc là is hoặc là are, rồi cộng với động từ thêm đuôi ing.
Và trong câu hỏi, trong câu nghi vấn thì chúng ta đảo động từ to be ra trước. Chúng ta đảo am hoặc là is hoặc là are ra trước, rồi cộng với chủ ngữ, cộng với động từ thêm đuôi ing. Và câu 4 là một câu nghi vấn, câu hỏi. Vì vậy, chúng ta đảo động từ to be ra trước. What is he doing now? Chúng ta chọn từ is và do, chúng ta thêm đuôi ing cho nó là doing. What is he doing now? Bây giờ anh ấy đang làm gì? Câu 5. She plays the guitar now. Cô ấy đang chơi đàn guitar vào lúc này. Vào lúc này, đây là thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sử dụng cấu trúc ở đây. Chủ ngữ cộng với am hoặc là is hoặc là are cộng với động từ thêm đuôi ing. She cộng với động từ to be tương ứng là is. She is. Và động từ nguyên mẫu thêm đuôi ing, playing, play, thêm đuôi ing là playing. She is playing the guitar now. Phần 3 la mã, nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B. Câu 1. What is Miss Lan doing? Cô Lan đang làm gì? Chúng ta tìm câu trả lời cho câu này. Câu D, she is playing the piano. Chúng ta nối vào nhé. 1D, she is playing the piano. Câu 2, where are you from? Bạn đến từ đâu? Mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. I am from Hà Nội, Việt Nam. Câu 3, can your sister cook meal? Chị gái của bạn có thể nấu ăn không? Không thể. No, she can't. Câu 3, chúng ta nối với câu A. Câu 4, what is Emma's nationality? Quốc tịch của bạn Emma là gì? She is English. Bạn ấy là người Anh. Câu 4, chúng ta nối với C nhé. Và câu 5, what do they have on Monday? Họ có môn học gì vào ngày thứ hai? Câu B, they have math and PE. Họ có môn toán và giáo dục thể chất. Chúng ta làm bài 4 la mã, hoàn thành đoạn hội thoại dựa vào các từ cho trước. Do là làm, name, tên, and, và sing, hát, và meet là gặp gỡ. Anna, hi, I'm Anna. Xin chào, mình tên là Anna. What's your? Tên của bạn là gì? What's your name? Chúng ta điền từ name này vào nhé. Tom, my name is Tom. Tên của mình là Tom. Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Anna, nice to you too. Mình cũng vui vì được gặp bạn. Nice to meet you too. Tom, what is your nationality? Quốc tịch của bạn là gì? Anna, I'm English. Mình là người Anh. Còn bạn, and you, chúng ta chọn chữ and ở đây. And Tom, I'm American. Mình là người Mỹ. Can you, bạn có thể any English songs? Bạn có thể hát được bài hát tiếng Anh nào không? Hát, chúng ta chọn động từ sing để điền vào nhé. Sing. Anna, yes, I can. Có, mình có thể. I can sing and dance. Mình có thể hát và khiêu vũ. Do you like playing the piano? Bạn có thích chơi đàn piano không? Tom, yes, I. Có, mình có. Đây là câu hỏi yes, no. Và bạn Anna sử dụng từ do để hỏi bạn Tom khi lặp lại câu trả lời. Cũng dùng từ do này nhé. Yes, I do. Chúng ta điền từ do ở đây. I want to learn to play it.
Mình muốn học để chơi nó. Anna, I can teach you. Mình có thể dạy cho bạn. Tom, that's great. Vậy thì tuyệt quá. Các em ơi, đề số 7 của chúng ta đến đây là hết rồi. Link của bài số 8, cô để ở phần bình luận và ghim ở trên cùng. Các em hãy nhấn vào để nhận được bài giải nhé. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em.